Như chúng ta đã biết, tuổi thọ trung bình của người dân Nhật Bản từ lâu đã được xếp vào top đầu trên thế giới. Tuổi thọ trung bình của phụ nữ là 86 tuổi, nam giới là 81 tuổi. Hơn nữa, cứ 4 người cao tuổi tại đây thì có một người sống thọ hơn 90 tuổi. Trên thực tế, bí quyết trường thọ của người Nhật Bản có liên quan mật thiết đến thói quen sinh hoạt, đặc biệt là trong cách ăn uống, đóng một vai trò quan trọng đối với sức khỏe và tuổi thọ. Ăn tối không quá muộn. Nhiều người do tính chất công việc không ăn đều đặn 3 bữa mỗi ngày, thỉnh thoảng lại ăn thêm đồ ăn vặt vào buổi tối, nhưng không biết rằng điều này sẽ gây gánh nặng lớn cho dạ dày và không tốt cho sức khỏe. Một nghiên cứu tại Nhật Bản chỉ ra rằng những người ăn tối lúc 10 giờ đêm có lượng đường trong máu cao hơn trung bình 18% và đốt cháy chất béo trung bình ít hơn 10% so với những người ăn tối lúc 6 giờ chiều. Người Nhật rất coi trọng bữa ăn thông thường, đặc biệt là khi lên kế hoạch cho bữa tối, vì cơ thể cần ít nhất 3 tiếng để tiêu hóa và hấp thụ chất dinh dưỡng sau khi ăn. Thời gian để cơ thể nghỉ ngơi tốt nhất là từ 11 đến 12 giờ tối. Vì vậy, bữa tối không nên ăn quá muộn, tốt nhất là trước 8 giờ tối. Điều này sẽ tránh việc ăn quá gần giờ ngủ, làm ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ, đồng thời giảm nguy cơ gây béo phì. Chú ý đến sự kết hợp và thứ tự các món ăn. Các món ăn trong bữa ăn của người Nhật rất đa dạng và phong phú. Hơn nữa, có thể thấy bữa tối của người Nhật ăn khá nhạt, chủ yếu là đồ luộc, nướng và đồ sống. Ít chiên rán, thức ăn hầu như không chế biến quá kỹ, ít sử dụng gia vị. Nhiều loại thực phẩm được nấu đơn giản và nêm nếm với một chút muối hoặc nước tương. Về thứ tự món ăn, người Nhật thường bắt đầu từ rau, sau đó mới ăn thịt và các loại thực phẩm chủ yếu. Ăn rau trước không chỉ có thể làm tăng cảm giác no, qua đó giảm ăn thịt và các thực phẩm chủ yếu, cùng với đó là ức chế sự gia tăng lượng đường trong máu và lipid máu ở một mức độ nhất định. Chỉ ăn no 70%. Ăn no 70% sẽ giúp bạn không cảm thấy đói hoặc khó chịu vì ăn quá no. Đây là trạng thái tốt nhất giúp cơ thể tiêu hóa. Nếu chế độ ăn uống không được kiểm soát và ăn quá nhiều, về lâu dài không chỉ dễ dẫn đến béo phì mà còn gây gánh nặng lớn cho dạ dày. Vì người Nhật đa số có thói quen ăn uống tốt, nên hầu hết họ đều không bị thừa cân, tạo nền tảng cho tuổi thọ. Nghiên cứu khoa học đã phát hiện ra rằng, để cơ thể đói ở một mức độ nhất định, có thể làm cho con người sống lâu hơn so với việc cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cho cơ thể đúng giờ và đúng lượng. Người ta thấy rằng, ngay từ những năm 1980, Viện Quốc gia về Lão hóa và Đại học Wisconsin, Hoa Kỳ đã thực hiện một nghiên cứu khoa học có đối chứng kéo dài 20 năm. Các nhà nghiên cứu đã chọn những con khỉ linh trưởng và chia chúng thành hai nhóm. Một nhóm ăn theo thói quen bình thường, trong khi nhóm còn lại thường xuyên giảm lượng thức ăn để duy trì mức độ đói nhất định. Kết quả sau 20 năm, hai nhóm khỉ sinh ra cùng thời điểm cho thấy sự khác biệt đáng kể ở các trạng thái khác nhau, bao gồm cả ngoại hình và tứ chi. Những con khỉ ăn ít hơn về số lượng lông, độ bóng và độ nhảy của chân tay trông trẻ hơn nhóm được cho ăn tự do, thậm chí sống tới 43 năm. Trong khi đó, tuổi thọ trung bình của khỉ là khoảng 20 năm, tức là đã tăng hơn gấp đôi. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng lý do của sự khác biệt rõ ràng giữa hai trạng thái là khi ăn ít hơn để giữ cảm giác đói, protein situin, một cơ chế bảo vệ tế bào trên sinh vật được kích hoạt. Tạp chí khoa học hàng đầu Nature đã từng chỉ ra protein situin có tác dụng bảo vệ di truyền ở loài gặm nhấm. Khi rơi vào trạng thái đói, gen này sẽ được kích hoạt để bảo vệ gen gốc của sinh vật không bị hư hại, từ đó duy trì trạng thái khỏe mạnh của sinh vật, thậm chí có thể kéo dài sự sống của toàn bộ cơ thể.